số phận con người. Theo quan niệm một số người xưa cho rằng đời sống con người là do đấng tạo hóa hoặc thượng đế hay ông trời sắp đặt. Ai tin và chịu theo các ngài thì được hưởng ân sủng. Ngược lại, ai không tin, không làm theo ý các vị ấy thì sẽ bị đọa lạc. Họ cho rằng con người sinh ra đều có số mệnh định sẵn, đã có sự an bày. Con người khó mà có khả năng vượt qua số phận này. Vì vậy, họ thường nói số trời đã định, không ai có thể thay đổi được. Nếu nói chúng ta sống trên cuộc đời này giàu nghèo sang hèn như thế nào đều do số mệnh đã định sẵn, thì con người đều bất lực, phải sống chấp nhận theo mệnh lệnh của đấng tối cao. Thực tế có phải vậy không? Trong khi thế giới hỗn loạn, chiến tranh, binh đao, con người đối xử độc ác với nhau, lại thêm thiên tai, lũ lụt, sóng thần, động đất, nghèo đói, dịch bệnh, chết chóc hàng loạt. Chẳng lẽ đấng tối cao cũng tạo ra những điều ấy, làm cho con người chúng ta phải khổ đau đến thế? Nếu con người và muôn loài đều do một đấng tối cao quyền năng tạo ra, tại sao lại có sự sai biệt và bất bình đẳng trong thế gian này nhiều đến như vậy? Kẻ sang người hèn, kẻ giàu người nghèo, kẻ trắng người đen, kẻ cao người thấp, vân vân. Chẳng lẽ đấng tối cao muốn tạo ra nhiều bất công sai biệt như thế ư? Nếu nói số phận con người không thể thay đổi được, câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta thấy quan niệm ấy không vững chắc và không phù hợp cho kiếp nhân sinh. Xưa có ông thầy tướng số rất giỏi, bói đầu trúng đó. Gần nhà ông có người nông dân nghèo chất phác thật thà. Một hôm vô tình đi ngang qua nhà ông thầy tướng số, trời đổ mưa, người nông dân ghé vào trú mưa. Thầy tướng số nhìn anh kỹ càng từ khuôn mặt cho tới dốc dáng tướng đi, rồi lắc đầu nói: "Số của chú nghèo ba đời." Chúng ta thường hay nghe nói, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Câu này ý nói không có gì là cố định cả. Nếu nói số phận cố định, thì người giàu giàu mãi, người nghèo thì phải cam phận chịu cảnh nghèo, có cố gắng cũng bằng thừa vô ích. Rồi thời gian trôi qua, anh nông dân vẫn đi làm bình thường, vẫn với số phận nghèo túng. Một hôm, trên đường về nhà, anh thấy một sợi dây chuyền vàng nằm bên dãy đường. Anh ta nhặt lên rồi suy nghĩ, không biết con sợi dây chuyền này của ai. Nếu mình không thấy, người khác lượm được thì sao? Người bị mất chắc phải đau khổ vì mất nó. Do suy nghĩ như vậy, anh tìm cách trả lại cho người bị mất. Và anh ngồi ngay chỗ đó, chờ người khổ chủ đến tìm mà trả lại. Anh ngồi suốt từ sáng tới chiều, quên cả đói bụng, hy vọng gặp người bị mất. Đến lúc trời vừa chập choạng tối, anh thấy một cô gái vừa đi, vừa nhìn xuống đất, tìm kiếm vật gì, lại vừa khóc sướt mướt. Anh bèn kêu lại, hỏi thăm cớ sự ra sao. Có việc gì đau buồn mà phải khóc như vậy? Cô nói, "Dạ thưa bác, con được chồng sắp cưới tặng một đôi bông tai và một sợi dây chuyền bằng vàng rất quý. Chẳng may trên đường qua đây, sợi dây chuyền bị đứt, rơi mất lúc nào không hay. Nếu không tìm lại được nó, chắc con phải tự tử để khỏi bị bên chồng nghi con đem tặng người khác." Nghe xong, anh nông dân mới hỏi cô về hình dáng, màu sắc của sợi dây chuyền ra sao. Cô gái mô tả đúng như sợi dây chuyền anh đã nhặt được. Anh nông dân liền đưa sợi dây chuyền ra. Cô gái nhìn thấy mừng quá. "À, đây đúng là sợi dây chuyền của con." Anh nông dân trao sợi dây chuyền lại cho cô gái. Nhờ tấm lòng tốt của anh nông dân mà cô gái thoát chết trong tầm tay. Tuy anh nông dân là người nghèo khổ, thiếu thốn, nhưng khi lượm được của rơi, anh không sanh lòng tham lam. Vì anh nghĩ rằng người mất của rất đau khổ, nên anh không nỡ lòng nào lấy đi cái của ấy. Nhờ hiểu thấu được lý nhân quả, nên anh nông dân không quản ngại hay tiếp công, sẵn sàng ngồi lại nơi của bị rơi để chờ chủ mất đến để trả lại. Đây cũng là hành động tốt đẹp của người tu theo đạo Phật, không làm điều gì tổn hại đến người khác, dù chỉ trong tâm tưởng. Đức Phật đã hướng dẫn cho ta một nhận thức sống, một sự hiểu biết và sẵn sàng dấn thân, phục vụ vì lợi ích tha nhân. Thời gian thấm thoát trôi qua, anh nông dân vẫn miệt mài công việc đồng áng của mình. Một hôm, anh ghé thăm nhà thầy tướng số. Thấy anh, ông ngạc nhiên nói: "Tướng của chú sắp làm quan rồi." Anh nông dân nói: "Thưa bác, con là một nông dân thuần túy, đâu có tri thức chữ nghĩa gì nhiều mà làm quan. Người làm quan thì phải học cao hiểu rộng, có năng lực lãnh đạo giúp dân giúp nước. Còn con thì chỉ biết cày cấy ruộng đồng, thì giúp gì cho ai được?" Nhưng thầy tướng số cứ quả quyết: "Tôi từ xưa đến nay xem tướng số chưa trật bao giờ. Bây giờ tôi hỏi chú, từ ngày chú ghé nhà tôi đến nay, chú có làm điều phước thiện nào không?" Anh nông dân trả lời:
Dạ, con có làm việc phước thiện gì đâu ạ. Xong, anh chợt nhớ lại. Dạ, mà có lần á, con lượm được một sợi dây chuyền vàng, con đem trả lại cho cô gái. Đó, đó là phước của chú đó. Chú đã thay đổi nghiệp nhân nghèo khổ của mình rồi. Chú sắp làm quan, chú hãy nhớ lời tôi nói nha. Anh nông dân nghe thầy tướng số nói sao hay vậy, chẳng quan tâm gì đến những lời ấy. Về nhà anh vẫn tiếp tục công việc ruộng nương của mình. Đến kỳ dân chúng trong làng được lệnh cấp trên cho chọn người hiền đức để bầu làm xã trưởng, anh được mọi người tín nhiệm và đắc cử chức xã trưởng. Sau cơn mưa trời lại sáng, bây giờ anh mới thấy lời thầy tướng số nói không sai. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy tướng số cũng không cố định. Nếu cho rằng cuộc sống con người là do trời định, con người sống phụ thuộc vào đấng tối cao, người nghèo sẽ phải nghèo vĩnh viễn. Đằng này, anh nông dân do tâm niệm tốt đẹp, lượm được của rơi, nhưng nghĩ rằng người mất của sẽ bị khổ đau, nên không nỡ lấy mà đem trả lại. Từ đó mà anh nông dân được đổi đời. Biết rằng sự sống của chúng ta rất cần đến tiền bạc của cải, nhưng tiền bạc của cải do chính mồ hôi nước mắt của mình làm ra mà chưa chắc giữ được, huống hồ là lượm của rơi. Và có tấm lòng tốt mà nông dân chuyển được kiếp nghèo khổ của mình. Khi xưa Phật chưa ra đời, nhiều người tin vào học thuyết định mệnh hay thuyết có một đấng tối cao quyền năng tạo ra tất cả, ai như thế nào phải chịu như thế ấy, suốt đời không hề thay đổi. Nhờ tu chứng với cội Bồ Đề, Đức Phật đã thấy rõ mọi sự sai biệt trong cuộc đời này đều do nhân duyên hòa hợp mà tác thành. Trong vũ trụ này không có một vật nào đơn độc tự có sống. Nếu ai nói rằng có một chủ thể tạo ra tất cả, thì ta biết rằng người này chưa hiểu về sự vận hành nhân quả nghiệp báo của vũ trụ. Bởi không thể có cái gì chỉ một nhân mà hình thành. Nếu nói cái gì cũng do trời quyết định, thì tại sao có sự bất đồng trên thế gian này, không ai giống ai? Nếu Thượng Đế có khả năng ban phước giáng họa, thì tại sao không ban phước lành đến tất cả chúng sanh? Còn nếu nói rằng số phận đã định sẵn từ trước, thì tại sao có người thay đổi được vận mệnh của mình như anh nông dân kia chẳng hạn? Đức Phật có dạy rằng, chính sự tạo tác của đấng tối cao mà con người trở nên sát hại, trộm cướp, loạn luân, giả dối, phỉ báng, thô lỗ, nhảm nhí, thèm thuồng, khao khát, hiểm độc và hiểu biết sai lầm. Nếu số mệnh đã sắp đặt sẵn, định sẵn thì thật là tai hại vô cùng. Nếu lỡ làm những việc xấu ác thì đổ thừa số phận tôi như thế, không cố gắng vươn lên làm lại cuộc đời. Đạo Phật quan niệm rất thiết thực, không chấp nhận hay đổ thừa cho số phận. Làm cái gì được thì nói nhờ trời, còn không được thì đổ thừa tại trời. Nói như vậy là oan cho trời quá. Người nào quan niệm như thế thì vô tình hại mình, hại gia đình và xã hội. Bởi vì người ấy sẽ không phấn đấu để vươn lên, sống có ích cho cuộc đời mà rơi vào dị đoan mê tín. Trong khi đó, mỗi người đều có khả năng suy luận, nhận xét, tư duy, hiểu biết, có thể thay đổi chuyển hóa tùy theo điều kiện, hoàn cảnh của mình. Còn nếu ta sống mà không ý chí, thiếu nghị lực, phấn đấu vươn lên, mà cứ bảo rằng có một đấng thần linh có khả năng ban phước hay giáng họa, thì thật là mâu thuẫn và bất công. Đạo Phật nói, cái này có, cái này không, cái kia không, tất cả đều nương tựa vào nhau, tùy theo hoàn cảnh mà có đổi thay, thay đổi vô cùng tận. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta giáo lý nền tảng nhân quả nghiệp báo. Mọi hành vi của con người tạo tác trong cuộc đời này sở dĩ có sự khác biệt, không ai giống ai, là bởi do sự quân tập nghiệp của mỗi người không đồng mà cho ra những kết quả khác nhau. Bởi vậy con người khi sinh ra, có người thì cao lớn, trắng trẻo, dễ thương, giàu có, sang trọng. Có người sinh ra thì nghèo hèn, khốn khổ, bệnh hoạn, đau yếu, bệnh tật. Tất cả đều là do nhân duyên của mình tạo nên. Đức Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn, giàu lòng từ bi, đầy đủ trí tuệ. Ngài luôn tâm niệm làm sao giúp cho mọi người hiểu được hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của cuộc sống bản thân mình. Hiểu được như thế, con người mới có sự bình an và hạnh phúc. Sự ra đời của Đạo Phật đã đem lại giá trị hạnh phúc cho tất cả mọi người. Mọi sự tốt đẹp phải quấy nên hư thành bại đều do chính mình tạo lấy. Không ai có quyền ban phước giáng họa hay sắp đặt số phận con người. Từ xa xưa, con người thường cho rằng con người và vạn vật sinh ra trên cõi đời này đều do một đấng thần linh hay thượng đế tạo ra. Không ai chấp nhận tu tập theo hướng chỉ dẫn của họ sẽ bị đọa lạc vào chốn khốn cùng khổ đau. Còn ai chịu nghe lời thần linh thượng đế thì sẽ hưởng được quả báo tốt đẹp. Đức Phật dạy rằng, trong mỗi người chúng ta, ai cũng có khả năng giác ngộ, khả năng giải thoát,
chỉ vì ta không hiểu thấu đáo sự đúng sai tốt xấu, nên hư thành bại của cuộc đời này, nên đã tạo ra những điều gây hại lỗi lầm. Chính vì thế mà khi ta sinh ra đời, phải chiêu cảm những quả báo xấu xa, đau đớn và khổ não. Đức Phật đã tùy theo căn cơ, tâm tư nguyện vọng của mỗi người mà chia giáo lý ra nhiều loại, nhiều tầng cấp khác nhau, cho phù hợp để quá độ. Ngài khuyên mọi người cần phải biết hướng về Phật Pháp, quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, cố gắng giữ cho trọn vẹn năm giới này, thì chắc chắn cuộc sống hiện tại và mai sau sẽ được tái sanh trở lại làm con người trọn vẹn thánh thiện. Con người nào biết tu thập thiện với 10 điều răn dạy là không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói lời mắng chửi độc hại, không nói lời chia rẽ, gây sự mất đoàn kết, không nói lời thêu dệt thù oán, làm mê hoặc dụ dỗ người, mà luôn nói lời chân thật, hòa ái, vui vẻ, cởi mở, giúp cho mọi người được yêu thương đùm bọc, chan hòa thông cảm và tha thứ lẫn nhau để bớt đi tánh tham lam, bớt sân hận, bớt si mê, thì chắc chắn mai sau người ấy sẽ được tái sanh vào các cõi trời để được hưởng các phước báo tốt đẹp trọn vẹn. Con người nào tâm thường sân hận, có tâm niệm độc ác giết hại, làm cho người quanh mình đau khổ, mọi loài khốn đốn, thì chắc chắn trong tương lai sẽ bị đọa lạc trong cõi ngục tù, chịu sự hành phạt. Còn người tham lam ích kỷ, bõn xẻn, hẹp hòi, luôn làm cho người bệnh hoạn vì đau khổ, hành hà thân xác hoặc chửi mắng người khác, cũng như nặng lời với cha mẹ, chồng tộc, thì quả báo trong tương lai, thân thể bị bệnh hoạn, đau yếu nhọc nhằn, đời sống khó khăn khốn đốn, thiếu thốn trăm bề. Tuy sinh ra là thân phận con người như nhau, nhưng do nhân đời trước mình gieo tạo khác nhau, và trong đời hiện tại mình phải chịu quả báo ấy, nên mỗi người có hoàn cảnh, đời sống khác nhau. Còn người mê muội tà kiến chấp trước, không hiểu được đúng sai sự thật của cuộc đời, thì sẽ bị rơi vào các loài súc sanh, sống theo quán tính, nghiệp tập, tùy theo sự chiêu cảm rơi vào quả báo loài nào thì phải chịu trả quả suốt đời suốt kiếp, không cưỡng lại được. Chúng ta được sanh ra làm người là rất hạnh phúc, bởi vì chúng ta có đầy đủ phương tiện, có tư tưởng, có tư duy, có hiểu biết, có nhận định đúng sai, có thể tìm hiểu, học hỏi giáo lý chân thật một cách chân chính, tin tưởng rằng chính mình có khả năng an lạc, giác ngộ sự thật, hiểu được chính mình gieo tạo những nghiệp tốt hay nghiệp xấu ác, và quả báo của các nghiệp ấy về sau như thế nào. Chúng ta tin tưởng chắc chắn như thế nào, và mọi hành động đều hướng về sự tốt đẹp, thì chắc chắn trong tương lai, ta sẽ đạt được những kiếp tái sanh được trọn vẹn, đầy đủ phước báo thù thắng. Nói về nhân quả, chúng ta phải biết rằng, nhân quả có nhiều dạng, nhiều loại, cho nên người ta thường nói, nhân nào quả nấy là vậy. Có loại nhân quả gần, tức là khi ta làm điều gì thì có kết quả liền trong hiện tại, không phải chờ đợi lâu xa. Thí dụ khi ta đang đói bụng, ta ăn cơm vào thì quả liền được no, hoặc ta đánh trống thì nghe được âm thanh của trống ngay trong tức khắc. Có những thân, nếu ta gieo trồng hiện tại, có khi ta phải trả quả trong một thời gian dài, trong 5 năm hoặc 10 năm, hoặc là vài chục năm mới chiêu cảm được quả báo. Còn có những nhân ta gieo tạo đời này, thì một đời, hai đời hoặc vô số kiếp về sau thì quả mới đến được. Nhân quả rất đa dạng và phức tạp. Chúng ta là những phàm phu mắt thịt, không thể nào nhìn thấy hết tất cả tiến trình chi phối của luật nhân quả nghiệp báo. Là Phật tử, tu theo đạo Phật, chúng ta phải thận trọng trong từng lời nói, từng hành vi của mình tạo ra trong từng ngày từng giờ. Ta phải thường xuyên suy xét quán niệm, soi sáng chính mình để không vấp phải lỗi lầm. Chúng ta phải biết soi xét bản thân và tự đặt ra những câu hỏi: tại sao mình sanh ra trong đời này phải mang thân phận nghèo đói, khổ sở, khó khăn, thiếu thốn, bệnh tật? Tại sao người kia sanh ra lại được giàu sang hạnh phúc, vân vân? Mình phải nhận biết đâu là nhân tốt, đâu là nhân xấu, hoặc đâu là quả tốt, đâu là quả xấu. Biết được rõ ràng chính xác như vậy, ta mới tin tưởng giáo lý của Đức Phật và giáo lý chân thật, thật sự có khả năng giúp được con người thoát được những phiền não, bức bách trong cuộc đời. Chỉ vì do chúng sanh mê lầm chấp trước mà ngày nay sanh ra phải chịu sự xấu xa, đau khổ mà thôi. Vì thế, người Phật tử đến với Tam Bảo, đến với Phật Pháp, chúng ta phải tin tưởng rằng Đức Phật cũng chỉ là một người như tất cả mọi người trên thế gian. Ngài cũng là một con người sinh ra bằng xương, bằng thịt, cùng lớn lên và sinh sống như chúng ta. Nhưng Ngài có điều kiện sinh ra trong dòng tộc tôn quý, có cả cung vàng điện ngọc, có cả thần dân thiên hạ. Đó là địa vị mà người thế gian ai cũng hằng ao ước. Nhưng tại sao Ngài lại từ bỏ tất cả để ra đi tìm chân lý? Ngài tìm chân lý, giải thoát và mở lòng từ bi rộng lớn để hóa độ chúng sanh, thoát khỏi khổ đau sanh tử luân hồi. Ngài đã giúp đỡ giáo hóa, chia sẻ làm sao cho mọi người trong hiện tại được sống trong an lạc hạnh phúc,
Do vậy, Phật tử chúng ta tin tưởng Đức Phật là người có khả năng vượt qua được sanh già bệnh chết, thì chúng ta cũng là một con người như Đức Phật, chúng ta cũng có thể làm được. Giáo lý Đức Phật rất đa dạng và cao siêu. Ngài chia ra làm hai loại: loại cho những người muốn tích lũy phước báo, tu tập nhân lành, nhân tốt để được sanh trở lại làm người, sanh vào các cõi trời được hưởng phước báo thù thắng, thì theo lời dạy của Ngài tu tập theo hạnh giữ gìn năm giới hoặc tu thập thiện. Còn người nào nhận thấy được trong cuộc đời này là cả một quá trình khổ đau, thân này phải chịu sự chi phối của nhiều phương tiện, hạnh phúc thế gian tuy có, nhưng chỉ tạm bợ thoáng qua mà thôi, vì ta thiếu hiểu biết, thiếu tu tập. Vì thế, Đức Phật đã chỉ cho chúng ta phương pháp tu tập thứ hai để được giác ngộ và giải thoát hoàn toàn. Tuy vẫn sống trong hiện tại, trong cuộc đời này, nhưng ta không bị sự chi phối của các phương tiện dục lạc như tài, danh, sắc, thực, thùy, tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn ngon, ngủ yên. Tuy Ngài cũng giống như tất cả mọi người chúng ta, nhưng Ngài không bị ràng buộc, không bị dính mắc, không bị nhiễm sự xấu ác của thế gian và không bị những thứ ấy chi phối đời sống của Ngài. Chúng ta là người Phật tử, cần phải bắt chước đạo hành tốt đẹp, tôn quý của Ngài. Nếu ta chưa đủ khả năng tu tập hạnh giải thoát trong đời hiện tại, thì ta phải thật sự tu tạo những hạnh phước báo, tự mình chiêm nghiệm, soi sáng và tự hỏi tại sao mình có mặt trên cõi đời này. Ta nhìn lên, so sánh mình với người khác, ta cảm thấy quá bất hạnh vì khốn khó, vì bệnh tật. Đó là do ta không hiểu biết sâu sắc về cuộc đời, về sự thật của kiếp người mà thôi. Ta phải hiểu vì nguyên nhân nào ta khốn khổ, bệnh hoạn, đau yếu, cũng chỉ vì nhiều đời trước đã có hành động sát hại lẫn nhau, cũng vì do loài người chấp trước cho rằng mọi sinh vật sinh ra trên đời này là để phục vụ và cung cấp vật thực cho con người. Vì vậy mà con người lấy việc giết hại sát sanh để phục vụ nuôi sống bản thân mình, và những hành động sát sanh này gây nên những oán thù oan gia chồng chất, ngày nay chúng ta phải trả, phải chịu bệnh tật khổ đau. Đạo lý nhà Phật dạy rằng tất cả mọi loài, mọi người hay mọi chúng sanh hiện hữu trên cõi đời này đều có sự sống, có sự chết bình đẳng như nhau. Chỉ vì mê muội chấp trước làm những việc xấu ác, phiền lụy tội lỗi nên phải bị đọa lạc vào các loài súc sinh. Loài người có ưu thế hơn các loài vật là có tư tưởng, có hiểu biết, vì muốn tìm cầu bồi bổ cho thân này, do bản ngã chấp trước tự nghĩ mình là ta, là tôi, là loài thượng đẳng có quyền, còn trời sinh loài vật là để phục vụ cho con người. Do đó con người tìm cách giết hại các loài động vật để nuôi sống, bồi bổ thân mình. Chính vì thế mà gây đau thương tan tóc cho mọi loài từ kiếp này sang kiếp khác không hề dừng tay. Ngày nay người nào đã lỡ tạo nghiệp ác mà giờ đây phải chịu những quả báo như bệnh hoạn, đau yếu, tàn tật, thiếu thốn, khó khăn, thì phải cần sám hối, tụng kinh niệm Phật, tìm mọi phương pháp trong hiện tại này để chuyển hóa các nghiệp xấu mà ta đã gây tạo trong những đời quá khứ. Và trong đời hiện tại mình đã lỡ gây tạo nhiều điều gì không tốt, thì ngay bây giờ ta phải sám hối và phát nguyện, từ nay đến trọn đời trọn kiếp về sau, ta gìn giữ cẩn thận từ thân khẩu ý của mình, quán xét những lời nói, ý nghĩ, những câu xúc chạm, nếu thấy có hại cho mình và cho người thì ta dừng nghĩ không làm. Đồng thời phát nguyện nói năng hành động làm việc có tính cách phục vụ cho mình, cho người, cho đời sống hiện tại được nhiều lợi ích và cho mọi người, mọi loài được an vui, hạnh phúc.